Xu thế toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế đang đòi hỏi giáo dục đại học Việt Nam phải nhanh chóng đổi mới để nâng cao chất lượng. Trong đó, đầu tư cơ sở vật chất được xem là yếu tố quan trọng đảm bảo yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo. Và đây cũng chính là tiêu chí mà Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn đang hướng đến. Lewis Campus là cơ sở mới được xây dựng của Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn SIU, tọa lạc tại phường Thảo Điền, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Cơ sở này đã chính thức hoạt động vào tháng 7 năm 2013. SIU cũng đang hoàn thiện công trình Fleming Campus và sẽ khánh thành vào đầu năm 2014. Hai cơ sở mới có diện tích xây dựng gần 9.000 m2, được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế với trang thiết bị giảng dạy, học tập và sinh hoạt cao cấp như mạng Internet không dây, thư viện sách, thư viện điện tử, các phòng thí nghiệm và các khu vực giải trí, phòng thể dục đa năng. Để sẵn sàng mọi mặt cho cái nhu cầu phát triển trong tương lai, thì trường còn có sở hữu một cái khu đất 5 ha tại phường Long Trường, quận 9 để mà xây dựng thêm một cơ sở hiện đại theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ. Sinh viên có điều kiện học tập, nghiên cứu và giải trí như là sinh viên các nước Âu Mỹ. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại không chỉ để các sinh viên của trường có một môi trường học tập tốt để tiếp thu kiến thức khoa học tiên tiến trên thế giới, mà còn có điều kiện thuận lợi để nghiên cứu khoa học. Với môi trường vật chất và trang thiết bị hiện đại đã giúp cho em học tập thật tốt, cũng như giúp ích cho em rất nhiều việc thực hiện các nghiên cứu đề tài khoa học. Bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn còn chú trọng đến môi trường giảng dạy và học tập của sinh viên. Các lớp học được phân bổ nhỏ, thích hợp để tạo điều kiện tương tác tối đa giữa giảng viên và sinh viên thông qua các giờ lên lớp với giảng viên, hội thảo, thuyết trình, câu lạc bộ chuyên ngành, học theo nhóm tại thư viện sách, thư viện điện tử hoặc tại phòng tự học với máy tính công nghệ không dây. Điều này đã giúp cho sinh viên phát triển khả năng tư duy độc lập và tự do sáng tạo. Không chỉ quan tâm đến việc đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập, Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn còn quan tâm đến việc giữ gìn văn hóa Việt Nam trong tâm hồn học sinh, sinh viên. Khu truyền thống dã ngoại SIU với diện tích 5 hectare tại thị xã Long Khánh, tỉnh Đồng Nai là một trong những minh chứng. Sau hơn 4 năm khởi công xây dựng đã đi vào hoạt động từ tháng 11 năm 2012. Đây là nơi tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống dân tộc, các giờ học tập dã ngoại và tìm hiểu cội nguồn văn hóa Việt Nam cho sinh viên. Với hướng đi mà Trường Đại học Sài Gòn đang áp dụng đã góp phần vào việc nâng cao chất lượng giáo dục của Việt Nam,